Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thầy Thuốc của bạn. Thưa quý vị, sau mưa lũ, tại những vùng bị thiên tai ngập lụt, nguồn nước thường bị bẩn, ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết, khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi dẫn đến lan truyền mầm bệnh. Các bệnh dễ mắc phải đa phần là bệnh về da, mẩn ngứa, mụn nhọt, nấm chân tay, nước ăn chân, gẻ lở, viêm da, viêm năng lông, các bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa, tiêu chảy, tả, thương hàn, các bệnh về mắt, đau mắt đỏ, mắt hột, bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn. Chuyên mục tuần này chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng viên sát khuẩn nước Aquata 67mg và Chloramin B để khử khuẩn nước để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, người dân có thể sử dụng các biện pháp làm sạch nước đơn giản theo các cách sau. Sử dụng viên Aquata Cách tốt nhất và tiện nhất là dùng viên Aquata 67mg để khử khuẩn nước các thể tích nước nhỏ như chum, vại, lu, xô, chậu hoặc bể chứa nước nhỏ. Cách dùng cho một viên Aquata loại 67mg vào 20 lít nước trong, đậy nắp lại, đợi sau 30 phút để chất khử diệt hết vi khuẩn là dùng được. Nước đã xử lý bằng Aquata 67mg có thể uống được mà không cần đun sôi vẫn an toàn, giúp phòng tránh các bệnh do nước nhiễm khuẩn gây ra. Trên thị trường có nhiều dạng viên Aquata với các hàm lượng khác nhau, nên khi dùng, bà con cứ dùng theo tỷ lệ nêu trên. Viên khử khuẩn nước Aquata 67mg có công dụng tiêu diệt vi sinh vật trong nước, phòng ngừa mắc bệnh thương hàn, tiêu chảy, tả, kiết lị và các bệnh khác do nguồn nước bị ô nhiễm. Aquata với hàm lượng cờ lo hoạt tính là 90%, đảm bảo an toàn và khử trùng hiệu quả, cao hơn hẳn so với hàm lượng cờ lo hoạt tính của các chất khử khuẩn khác như chloramin B 25%, chlorine 70%, 65%, nước Javen 8 đến 12%. Aquata được Hội chữ thập đỏ Tổ chức Y tế Thế giới UNICEF tin tưởng và sử dụng. Khử khuẩn nước bằng viên chloramin B. Chloramin B được đóng gói dưới dạng viên với nhiều hàm lượng khác nhau. Hiện nay, phổ biến nhất là viên Chloramin B 0,25 gram, một viên khử khuẩn nước Chloramin B 0,25 gram dùng để khử khuẩn cho 25 lít nước trong. Cách làm Hòa tan viên khử trùng nước, viên Chloramin B 0,25 gram vào một gáo nước, đổ gáo nước đó vào xô nước khoảng 25 lít và khuấy đều. Khoảng 30 phút sau mới sử dụng nước, nước đã khử trùng phải đun sôi mới được uống Khử trùng bằng hóa chất bột thường được sử dụng khử trùng lượng nước cấp lớn Lượng bột cần dùng được tính toán trên cơ sở nồng độ yêu cầu là 10mg chloramin B hoạt tính trong 1 lít nước Đối với nguồn nước cấp cho tập thể hoặc nhiều hộ gia đình sử dụng khử trùng bằng hóa chất bột thường là chloramin B loại 27% clo hoạt tính, clo đua vôi và phải do cán bộ y tế chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện. Lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tuy nhiên nước này vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được. Sau khi khử trùng Người thấy mùi clo thì việc khử trùng mới có tác dụng. Nếu lỡ cho quá nhiều cơ lo thì mở nắp, chờ thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa cho bớt mùi nồng. Trước đó, để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngày 15 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 985 quy đề TTG xuất cấp không thu tiền 1 triệu 765 000 viên sát khuẩn nước Aquata 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 địa phương Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Cao Bằng và Bộ Y tế trong đó xuất cấp cho tỉnh Lào Cai 1 triệu viên, tỉnh Phú Thọ 100.000 viên, tỉnh Bắc Cạn 50.000 viên, tỉnh Vĩnh Phúc 15.000 viên, tỉnh Điện Biên 100.000 viên, tỉnh Cao Bằng 200.000 viên, Bộ Y tế 300.000 viên. Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ 1 triệu viên khử khuẩn nước Aquata 67mg và 500 chiếc túi đựng nước cho Bộ Y tế và các địa phương bị ảnh hưởng nặng, trong đó có tỉnh Cao Bằng, được Bộ Y tế phân bổ 96.000 viên Aquata 67mg và 24 chiếc túi đựng nước. Những thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!